Trước đây Vũ cũng có làm người mẫu ảnh và cũng đã từng đi diễn người mẫu catwalk 3-4 show. Thì Vũ cảm giác mình không hợp với nghề người mẫu, thì sau đó Vũ tìm tới cái thử sức với điện ảnh. Không ngờ Vũ lại có duyên với điện ảnh tới bây giờ, mà hiện tại Vũ đã tham gia 4 phim điện ảnh. Phim Con Ma Nhà Họ Vương á là bộ phim đầu tay của Vũ, phim điện ảnh đầu tay, và vai thứ chính thì Vũ đi casting thì không ngờ là đậu luôn. Khi mà con phim Con Ma Nhà Họ Vương vừa ra thì Vũ vì nhiều vấn đề á, vấn đề làm ăn xong rồi yêu đương này À kia, vậy xong rồi kiểu không thấy nghệ thuật, không 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 hợp, mất thời gian quá, xong rồi mình đi buôn bỏ. hay là buôn ma túy là tất cả những Mình nhiệm vụ bỏ của một phim của thời bạn nó gian sẽ có thì một mình cái mới quay lại là điện ở bộ sản phẩm đầu tiên mình quay lại gần đây á, là Tháng Năm Rực Rỡ. Nếu lần sau em có gặp bọn nó thì cứ nói là bạn trai của em nha. Cái vai đồng hồ này Vũ đã phải đi casting 2 lần. Lần đầu tiên thì Vũ tới casting, Vũ đăng ký và Vũ thấy tuyển casting ở trên mạng thì Vũ đăng ký. Nhưng mà lần đầu tiên thì Vũ không gặp được đạo diễn. Vũ tới casting thì sau đó về thì bên Tháng Năm Rực Rỡ gửi mail về là Vũ đã bị chật rồi, hẹn lần khác. Nhưng mà cách đó sau đó 2 tháng thì Vũ đang đi quay phim ở bên Nhà Bè á, thì lại có một cuộc điện thoại từ Tháng Năm Rực Rỡ mời Vũ tới các lần nữa. Và không hiểu sao hôm nay may mắn tới được gặp đạo diễn Nguyễn Quang Dũng casting trong vòng 10-20 phút thì lại được đầu luôn, và đạo diễn Nguyễn Dũng kêu nhà sản xuất ra ký hợp đồng luôn. Vũ được mọi người chú ý từ cái vai đồng hồ trong Tháng Năm Rực Rỡ. Bây giờ đến Vũ đến hiện tại bây giờ Vũ vẫn rất là bồi hồi và bất ngờ mà. Thì Vũ nghĩ là một cái vai nhỏ như thế thì không nghĩ là sẽ bị ảnh hưởng như thế đâu. Chắc cũng có lẽ là mọi người nói đúng. Tại vì ở trong phim một mình Vũ có là nam chính duy nhất, nhưng mà thực ra là vai phụ thôi. Và cũng có thể là những cái test mà Vũ xuất hiện á đều là test đẹp. Cho nên mọi người chú ý là đúng rồi. Trước đây á, Vũ không học diễn xuất, nhưng mà cách đây 6 tháng thì Vũ có đăng ký một lớp diễn xuất ở sân khấu Adicap. Nhưng mà đối với Tháng Năm Rực Rỡ là Vũ diễn xuất của Vũ hoàn toàn tự nhiên. Hiện tại thì Vũ sẽ có 2 dự án sẽ ra mắt vào tháng 4 và tháng 5. Tháng 4 thì là phim Yêu Em Anh Chạm Vào Đâu của đạo diễn Đinh Thái Thị. Và tháng 5 thì chắc là cuối tháng 5 thì phim Em Gái Mưa, nó được lấy ý tưởng từ Em Gái Mưa của Hương Tràm. Thật sự là trước giờ khi mà Vũ tham gia diễn xuất á, Vũ vẫn rất thích là những cái vai hành động, đấm đá và kiểu vai sát thủ này kia, không biết mặt mình hợp không, nhưng mà Vũ là thích những cái vai đó và đã thầm mong ước rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ được một đạo diễn nào đó mời Vũ tham gia những cái vai như vậy.